khi ấy tất cả hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới cõi phật này nhờ vào ánh sáng của phật nên thấy khắp tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và chúng thanh văn bồ tát vây quanh và tất cả hữu tình vô tình có từng phẩm loại riêng biệt khác nhau khi ấy tất cả hữu tình trong hàng hà xa số thế giới chư phật trong mười phương nhờ vào ánh sáng của phật nên cũng thấy đức thích ca mâu ni như lai ứng tránh đẳng giác cõi này có chúng thanh văn bồ tát vây quanh và tất cả hữu tình vô tình có từng phẩm loại riêng biệt khác Bấy giờ thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương đông, tên là Đa Bảo. Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai ứng tránh đẳng giác, hiện đang nói Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các đại Bồ Tát. Coi đó có Bồ Tát tên là Phổ Quang, thấy ánh sáng lớn, đại địa chấn động, và thấy thân tướng Phật nên nghi ngờ, bèn đi đến chỗ Phật Bảo Tánh Thưa. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà có điểm lành này? Phật Bảo Tánh dạy, này phổ quang thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận về phía tây tên là kham nhẫn phật hiệu là thích ca mâu ni như lai ứng tránh đẳng giác đang nói đại bát nhã ba la mật đa cho các đại bồ tát do thần lực của đức phật đó mà có điểm lành này Nghe xong phổ quang vui mừng khôn xiết điền thưa Bạch Thế Tôn nay con xin phép ngài để đến thế giới kham nhẫn thăm viếng Lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và chúng Bồ Tát cố xin ngài chấp thuận Phật bảo tánh dạy phổ quang Nay đã đúng thời ông cứ đi tự nhiên Nói xong Phật bảo tánh liền lấy một ngàn cánh hoa sen màu vàng ròng, hoa ấy có ngàn cánh, được trang sức bằng những châu báu, trao cho phổ quang và dặn. Này Phổ Quang, ông hãy cầm hoa này đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo lời của ta mà thưa. Bảo Tánh Như Lai ứng tránh đẳng giác gửi rất nhiều lời thăm hỏi và gửi hoa sen này biếu thế tôn để làm Phật sự. Khi đến cõi đó, ông phải luôn luôn tránh chi, đừng đem tâm ngã mạn xem thưởng cõi Phật đó và cùng các đại chúng mà tự mình chuốc lấy tổn thương. Vì sao? Vì chư Đại Bồ Tát đó đã chứng đắc vô ngại dài môn đà la ni môn Tam ma địa thần thông tự tại nơi thân cuối cùng sẽ bước lên ngôi vị phật oai đức của các vị ấy khó mà sánh bì bi nguyện đã nguyện đã thấm nhuần vào tâm vì nhân duyên lớn mà các vị đó sanh vào thế giới kham nhẫn kia Bấy giờ Bồ Tát Phổ Quang nhận hoa và phụng mạng Phật bảo tánh, rồi cùng vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha đại Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ dưới chân Phật bảo tánh, đi nhiễu bên phải rồi từ giã đi ra.